hãng điều hành nói không được tiếp cận vị trí rò rỉ. Hai công ty điều hành đường ống cho biết họ không thể kiểm tra vị trí rò rỉ do hạn chế từ giới chức Đan Mạch và Thụy Điển. 2AG, công ty vận hành đường ống khí đốt có trụ sở tại Thụy Sĩ, ngày 4 tháng 10 thông báo sẽ kiểm tra tình trạng của đường ống bị rò rỉ sau khi cảnh sát hoàn tất điều tra hiện trường vụ án và dỡ phong tỏa khu vực. Công ty AG, bên điều hành đường ống 1, sau đó cho biết đã được chính quyền Đan Mạch thông báo rằng có thể mất hơn 20 ngày làm việc để nhận giấy phép cần thiết cho hoạt động kiểm tra. Giới chức Thụy Điển ban hành lệnh cấm vận chuyển, thả neo, lặn, sử dụng phương tiện dưới nước, lập bản đồ địa vật lý nhằm phục vụ cuộc điều tra cấp nhà nước xung quanh các điểm xảy ra sự cố ở biển Baltic. Thông cáo của AG có đoạn, hãng này cho biết áp suất trong đường ống 1 ngày 3 tháng 9 đã ổn định. Công ty 2AG cho biết đang hợp tác với tất cả cơ quan liên quan. Cảnh sát Copenhagen đang điều tra hiện trường vụ rò rỉ đường ống 2 trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Đan Mạch, hãng này thông báo. Cảnh sát biển Thụy Điển đã khoanh vùng khu vực xung quanh điểm rò rỉ trong EEZ của nước này. Tập đoàn Gazprom của Nga thông báo có thể cung cấp khí đốt qua đường ống cuối cùng còn nguyên vẹn của tuyến 2. Tuy nhiên, đề xuất này có thể bị bác bỏ vì Đức đã đình chỉ dự án hai vài ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Châu Âu đang điều tra nguyên nhân khiến ba đường ống của hai tuyến bị rò rỉ, nghi do phá hoại song từ chối nêu đích danh bên chịu trách nhiệm. Nga bày tỏ nghi ngờ phương Tây dính líu đến sự cố và cho rằng Mỹ là bên có lợi, trong khi Mỹ phủ nhận liên quan đến vụ rò rỉ. Hai đường ống gần đây trở thành tâm điểm trong căng thẳng địa chính trị, khi châu Âu tố Nga cắt nguồn cung khí đốt để vũ khí hóa năng lượng, còn Moscow nói rằng các lệnh trừng phạt phương Tây khiến họ không thể đảm bảo nguồn cung. Sau sự cố rò rỉ trên các tuyến, các quốc gia châu Âu tăng cường an ninh và giám sát quanh hạ tầng quan trọng dễ bị tấn công. Hải quân Anh và Na Uy điều chiến hạm tới canh gác đường ống dẫn khí đốt ở biển Bắc. Na Uy còn triển khai binh sĩ tới gác tại các nhà máy xử lý dầu khí lớn trên đất liền, trong khi Italy tăng cường giám sát hệ thống năng lượng và các viễn thông dưới biển.